trái ý muốn ăn lộc đồng thanh phải vào xin quan hoàng mười vào xin quan hoàng sống ở trên đời tiền dòng dòng ba chảy để rồi làm chi cuối cùng cũng chẳng đem được ở đi đem đi thì cũng chẳng giúp được cái gì cho ai số lượng đã có lòng lại có tài xin lắng lắng đi làm việc thiện để rồi có phúc hưởng lộc lộc rơi hoa tan nơi họ sống sống hay bên nghe nhau tươi bạc ở đâu bên nghe nhau tươi bạc ở đâu sang hồ thì hoa lan cũng cũng dài dài về lòng hoa lan cũng cũng dài dài về lòng vẫn du vẫn du góc góc bể chân chân lưng trời nhưng không không đâu đâu kháng tráng nên vừa bằng nơi đền này bằng nơi đền này rằng đông 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 đào có phải chi xa đông đào có phải chi xa bản điện đây hôm nay ông giá ngự có khác chi cảnh đó đồng chi cảnh đó đồng cô bơ lên ngàn ngặt lá đề bài thơ cô bơ lên ngàn ngặt lá đề bài cây đôi cách nhạt nó đưa thơ tới ông hoàng xin
sen thơm. Sen thơm lại gối cười hỏi rằng các cô ở ngoài bắt có nhớ không mới trong trong nghề an. Mô vàng anh sần dạng đôi hay hòa được bước bước đi chạy chạy ông ta ngồi bước bước đi chạy chạy ông ta ngồi. Ngày xưa thì cái họ quên nào có chính đồng tám tứ phủ mà tình tình cơ đều bị gặp dưới tư họ là xa xôi xa xôi nhích lại chốt thêm gần xa xôi nhích lại chốt thêm gần đã là con đồng bốn phủ thì cứ coi nhau như có nó sống trong một đời ta như có nó sống trong một đời ta. Hiệp lòng gian kẻ nào dạ hiệp lòng gian đảo tiên nay cháu sợ họ sẽ xó tan đi sạch lòng họ nguyện nghề ông thì chung chung đức đức độ có trước có sau họ mở đường nhận nhận cơ nghĩa bắt nhịp mi cầu tinh hoa là biết ông bưởi ra ông xuống dọc dọc cửa cao nhà dọc dọc cửa cao nhà buôn mây ban lộc đề ta luôn tình và thương đề ta luôn tình và thương thương ai tiếp lộc lộc ông ban tài tiếp lộc lộc ông ban tài sáng ngơ có khi vơi chiều có khi cạn sớm mai ông cho lại đây sớm mai ông cho lại đây đâu được ầm sức giật giật vẫn vẫn đi hài cô cả sức ông điếu như cô nàng ngờ đi theo hầu nàng ngờ đi theo tí tí con nàng ba ngồi xếp xếp mà theo sau đất lề quê thổi cô tư tên trầu giúp ông mười sáu cốt nàng năm dân già hương soi cùng cốt nàng sáu đứng ở bên ngoài giúp y diều thank you.
tiên bốn đang bày rực rỡ huy hồng cùng bố ta tắm vỏ giá kiểu dầu rất ông mình lên tiên con nàng chín sắc sắc nước nước đẹp khiêng trời tiếng tiêu cô chín hồi sao cứ đầy vơi lòng lòng hoàng cứ đầy vơi lòng lòng hoàng con nàng cười thò thè bánh bánh vàng thương ngâm ngâm bột lòng nghi hoàng cứ còn đôi cô còn đôi cô thì vào mỗi bài bông 12 các cô tố hầu giả tôi bên ông rõ ràng tôi bên ông rõ ràng rẽ mây đang ở trên thượng thiên rẽ áng mây còn có dịch vụ chơi hoặc người về chất thủ bất kể thành ra thôi cô cả lên chơi thì tay tay hạt cô loạn ra lên chơi hoàng đầu sắp đủ khăn ba màu ao nhiều thành ra thôi bông lai là cả thiệt thay tống cô đối tượng đại đại cô hai dù con có dầu gì dưới suối ngàn tắt đi vèo con của đôi vui về thu lập sơn
Đi rồi về đi
rừng thiêng yêu tôi. Xin sợt lối này, xin sợt lối này tôi. Đời tôi, đời tôi bao xa. Xin gạt đi ngay bông hoa. Hay hoa mà vì đến đây biết bao cánh đồng sờ mong ba em. Biết bao mây trời sờ mong ba. Trăm sông nghìn suối chắc vàng hoa gửi hoa chanh đôi đôi tiền tiền lá vin cài đèn đi à. Tay tiền là vin cài đèn nâng cao đường đỉnh một bình hai hoa hai trăm đầu tay nồng bao la đi à. Sáng tin yêu bước sơn lê hàn vì nàng tin đi vì nàng tin đi đi hai hoa ngang xịt ngàn đôi tay tin cô hai hoa ngọc ngọc la đôi tay tin Thank you.
chiều nhớ xưa tích tích cũ sau tháng tám họ chuyện
tâm con người dù qua sắp xanh sửa lên bắc bắc ghế hầu cô dù qua thuyền sang thiên đà tươi bên điện đây là bên tươi bên cô điện là từ bên rồi cứ mơ con xin cứ mơ mãi xèo bơi cầu nói cô sức sức bộ cô lên thật ra hồi